Mặc dù là đi trên đường bằng phẳng nhưng mà chúng ta luôn có cảm giác bị rần rần tay lái nè, bị rung nè, bị tê tai nè. Nguyên nhân là do đâu anh em? Hãy xem một số hình ảnh dưới đây nha. Đó, anh em thấy gì không? Lý do chính là nó vỏ xe bị phù như quả trứng rảnh rai thì đã bị rạn nứt hết trơn luôn. Đó mới là câu chuyện của cái phần vỏ sau thôi, còn bây giờ là tới bánh trước nè. Anh em nói vui á thì nó đang bị mang bầu nha, phù một mảng rất là lớn luôn. Anh sẽ để một số hình ảnh để cho anh em dễ dàng quan sát nhé. Phù như thế này thì anh em đi chắc chắn sẽ có cái cảm giác rất là rần nè, rung tay lái và cảm giác vô cùng khó chịu. Chưa kể nếu mà bơm căng lên mà phải chạy liên tục thì nguy cơ nổ bánh làm mất an toàn khi lái xe có thể xảy ra lắm nha. Thì để đảm bảo an toàn thì anh khách đi xe AB đó đã quyết định thay một cái cặp vỏ Maxxis chất lượng cho xe của mình. Quan trọng hơn á là bám đường tốt nè mà giá cả còn hợp lý nữa. Đối với lại bánh trước có giá là 450k còn bánh sau là 495k. Giờ thì cùng xem hình ảnh gắn lên xe thôi anh em. Tất cả quy trình thay vỏ bên mình đều được làm bằng máy ra vô vỏ chuyên dụng, đảm bảo an toàn, không chày mâm, vô vỏ dễ dàng, nhanh chóng. Cặp vỏ như thế này chỉ mất khoảng 20 phút thôi nha anh em. Logo Maxxis vàng trên thành vỏ vô cùng nổi bật. Vỏ được thiết kế với gai kim cương 3D giúp tăng độ bám đường, ôm cua bao an toàn luôn. Một cặp vỏ Maxxis dành cho AB với thông số bánh trước sẽ là 80-90-14 là 450k, bánh sau 90-90-14 là 495k, một cặp vỏ luôn công thay vỏ sẽ là 50k nhé cả nhà. Thì ngoài cái thương hiệu vỏ Maxxis đó ra thì đằng sau Win các bạn thấy đó một kệ vỏ khổng lồ. Anh em có thể tìm hiểu thêm một số cái thương hiệu vỏ khác, ví dụ như Dunlop nè, Michelin nè, Pirelli hay là Seat với mức giá lần lượt như sau. Đầu tiên sẽ là Seat Rimac, đối với lại size bánh trước 80-90-14 sẽ có giá là 476k, đối với lại bánh sau 90-90-14 sẽ là 522k. Hoặc là Dunlop có mã gai là D115, đối với lại mã gai này á, size bánh trước 80-90-14 sẽ có giá là 615k, bánh sau 90-90-14 sẽ là 665k. Còn đây sẽ là Pirelli Rosso Sport, đối với lại bánh trước 80-90-14 sẽ là 702k, còn đối với lại bánh sau 90-90-14 sẽ có giá là 722k. Hay là anh em thích Michelin Anaki, đối với lại mã gai này bánh trước sẽ có giá là 594k, còn đối với lại bánh sau sẽ có giá là 653k. Anh em muốn lựa chọn một dòng vỏ có giá thành tầm khoảng là bao nhiêu, thương hiệu nào, hay là sử dụng ở đường thành phố hay là địa hình, cứ comment bên dưới, Vinh sẽ lựa chọn một cặp vỏ phù hợp nhất để giới thiệu cho anh em. Sếp Vinh thường hay chia sẻ không quan trọng hóa đơn anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ anh em cảm thấy hài lòng và anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ sếp hai bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Vinh 3 tuổi xin chào, hẹn gặp lại.